FC Chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình tuấn Vlog nha. À video clip ngày hôm nay thì uh, cũng xin chia sẻ và thông báo đối với toàn thể các cô chú anh chị em uh, cái lịch ờ uh, uh, chứng nhận CLG chó của VKA uh, Hiệp hội chó giống Việt Nam tại khu vực miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Uh, cụ thể là tại nhà thi đấu uh, thể dục thể thao uh, Hồ Xuân Hương, uh, phường 3, quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy vào uh, ngày 12 tháng 12 Năm 2020 Đấy, Và à, vào ngày 13 tháng 12 Của năm 2020 Đấy, Các cô chú anh chị em nào Các cô chú anh chị em nào Mà có chó à, Như là các giống chó à, bản địa Của Việt Nam như là Phú Quốc Mông Cộc hay là Sù Bắc Hà Ở trong khu vực Miền Nam Tây Nguyên hoặc là Nam Bộ Hoặc là khu vực à, à, Nam Trung Bộ Các cô chú anh chị em có hứng thú à, Để muốn cái con chó của mình Nó thuần trùng hơn được gắn chip được gắn số hoặc là có giấy tờ đầy đủ đấy thì các cô chú anh chị em à, nên tham khảo cái lịch này để mọi người à, đi giao lưu chia sẻ ở đó thì có sẽ có rất nhiều những giống chó và rất nhiều những cái con chó đẹp để cho toàn thể các cô chú anh chị em tham khảo về giống má các kiểu đấy ở đó thì không phải có mỗi mình chó bản địa của 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 Việt Nam thi mà gồm này những cái loại như big bun, rottweiler hay ki Alaska Phúc sóc Phúc hưu các kiểu đủ thể loại chó cảnh nhập từ nước ngoài về ok hết luôn Thế hôm nay em cũng muốn uh, giao lưu chia sẻ uh, một số những cái bản tiêu chuẩn của con chó Sù Bắc Hà cho toàn thể các cô chú anh chị em uh, hướng đến và mọi người tìm hiểu và cũng muốn như là uh, mọi người tham khảo để trước khi đi thi con Sù uh, Bắc Hà ấy, thì cái đầu tiên từ, từ nha các cô chú anh chị em để em xử lý cái con này nè đi vậy. năng lượng ngáo à Rồi, giờ thì em sẽ tham khảo cho toàn thể các cô chú anh chị em và chia sẻ một số điều trước khi mà mọi người muốn đi thi. Đấy, trước khi mọi người muốn đi thi ấy thì tầm cỡ như thế này thì chúng ta có thể nhồi thể lực cho nó là được rồi. Đấy để bắt đầu trước khi đi thi thì chúng ta cần phải những cái con chó nào mà các cô chú anh chị em từ bé chưa đeo vòng cổ cho nó thì bây giờ phải tập đeo vòng cổ đi. Đấy tập đeo vòng cổ dần dần từ từ. Và nhất là cái con chó của chúng ta ấy mọi người nên chọn những cái con chó mà nó có thần kinh tốt em xin nhắc lại nhé những cái con chó thần kinh tốt là những cái con chó như thế nào là những cái con chó mà chúng ta có thể động vào đầu này động vào bộ phận đuôi của nó này thì nó sẽ phản ứng và nó sẽ uh, phân tích đấy, uh, rất là kỹ càng để đưa ra những cái hiệu lệnh và chúng ta cũng phải dạy nó những cái hiệu lệnh cơ bản như là nằm bò ngồi đấy, lên chuồng ăn đấy, sủa các kiểu đấy, để cho nó quen với lệnh đi cái này thì tổ chức hiệp hội VKA, hiệp hội chó giống của Việt Nam thì người ta không yêu cầu người ta không yêu cầu cái con chó của chúng ta uh, là phải là phải được huấn luyện mà người ta uh, chưa được giống như nước ngoài là phải có phân khu ra từng con chó, ví dụ như là chó chăn cừu hay là chó gì 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 đó thì nó sẽ phải huấn luyện theo bài bản của nó để nó thi, còn riêng ở Việt Nam thì khác. Đấy chúng ta chỉ việc chọn những cái con chó giống theo những cái bản tiêu bản nó chuẩn thì chúng ta mới bắt đầu cho đi thi chứng nhận giống được. Sau đó sẽ chọn ra những con chó mà chạy đi chạy lại Xong rồi bước chân hình thể các kiểu khung gọn đẹp thì sẽ trao danh hiệu như là người mẫu chứ không trao theo cái danh hiệu mà huấn luyện hay là như thế nào đó. Đấy cho nên là các cô chú anh chị em cũng rất dễ dàng khi thi chó ở Việt Nam, đó là cái vấn đề thứ nhất. Đấy cái vấn đề thứ hai, muốn nhắc đến cho các cô chú anh chị em là à, sau khi chúng ta đeo vòng cổ cho nó rồi thì có rất nhiều con nhé là nó không chịu đeo vòng cổ. Thì lúc đó chúng ta phải làm thế nào? Lúc đó chúng ta phải thường xuyên đeo vòng cổ cho nó và thường xuyên gần gũi nó, vuốt ve nó. Vuốt ve nó để làm gì ạ? Để gần gũi nó rồi là nó sẽ quen mình. Nó quen mình và mình uh, phải uh, cho nó một cái thế đứng, một cái dáng đứng. Và chúng ta phải biết vạch mồm này, tập vạch mồm, xem răng, các kiểu. Đấy, sờ đầu, vuốt đầu, sờ ngực, các kiểu làm quen với nó trong vòng một tháng đó. Nếu các cô chú anh chị em biết lịch và có thời gian chuẩn bị, trong vòng một năm mà biết trong năm đó là nó sẽ thi thì chúng ta cứ huấn luyện cả năm để cho nó chắc ăn. Đấy, còn những cô chú anh chị em nào mà mới biết ý, thì trong vòng một tháng chúng ta có thể vừa nhồi thể lực và vừa có thể là chúng ta làm được cái điều đó nhưng mà chúng ta phải chăm chỉ. Đấy, cái con chó nó quen chúng ta hay không ấy, hay là chúng ta có huấn luyện được nó tốt hay không ấy bằng cái hiệu lệnh thì là chúng ta phải tập đi tập lại nhiều lần để làm cái mức quen cho nó. và khi mà chúng ta ấy, tập đi tập lại nhiều lần như thế thì chúng ta lên cho con chó ở một cái mức độ là ăn vừa phải để cho nó hơi đói đói một xíu thì nó sẽ nghe lời chúng ta nhiều hơn. Đấy để kiểu như dụ bằng thức ăn ấy thì nó sẽ nghe lời chúng ta nhiều hơn. Thì chúng ta có thể là dễ dàng bảo nó và dễ dàng huấn luyện nó hơn. Chứ còn chúng ta cho nó ăn no thì nó những con chó mà tập luyện và huấn luyện mà được ăn no, đầy đủ chất dinh dưỡng ấy thì thường thường nó sẽ không nó sẽ không phát huy và nó sẽ không gọi là nghe lời chúng ta cho lắm em nói thật luôn những cái con nhỏ nào kể cả ngay kể người chúng ta thấy ăn no xong rồi chỉ muốn nghỉ ngơi rồi thế nọ thế kia thôi cho nên là trong lúc tập luyện thì nên cho ăn vừa phải không nên cho ăn quá no và cũng không cho nên ăn quá nhiều rồi sau đó thì chúng ta uh, đeo vòng cổ rồi chúng ta làm quen với nó rồi bước thứ ba là chúng ta sẽ nhồi dinh dưỡng cho nó nhồi dinh dưỡng cho nó bằng như thế nào đấy thì ngoài việc ăn tinh bột ăn hạt Đấy, và ăn xương bổ sung canxi thì chúng ta sẽ có cái chế độ tập luyện cho nó đó là phải chạy bộ nếu các cô chú anh chị em nào mà ở khu vực thành phố hồ chí minh hoặc là ở những cái khu vực thành phố thành thị thì chúng ta sẽ phải chạy bộ bằng xe đạp hoặc là chạy bộ bằng xe máy xung quanh công viên hoặc là dắt chạy bộ theo cùng chúng ta còn như ở em đây ấy, thì với cái diện tích rộng như này thì nó đã chạy hàng ngày rất là nhiều rồi nhưng mà muốn nó chạy nhiều hơn nữa thì à, em sẽ dẫn nó lên trên một cái hồ một cái đập có đường bờ hồ bờ đập nó dài gần 1 km, chạy khoảng tầm 5 vòng như vậy. Đấy, mỗi ngày chúng ta nên cho nó chạy thể lực khoảng tầm từ 5 km đến 10 km càng tốt. Đấy tùy theo các cô chú anh chị em. Có những cô chú anh chị em nào mà vip hơn ấy thì có những cái loại máy tập chạy bộ cho con chó chuyên dụng. Đấy là những cái máy mà chạy bộ cho người nhưng người ta thải loại và người ta uh, sơ chế gia công thành những cái máy thì các cô chú anh chị em cho nó lên đấy và ấn mức định mức cho nó chạy từ 5 đến 10 km đấy để nó tiêu hao nhiên liệu và nhất là cái những cái con chó mà khi mà đã nhồi thể lực và nhồi chất dinh dưỡng thì nó phải được phơi nắng thật là tốt phải được phơi nắng thật là tốt con chó cũng thế người cũng thế hoặc là con chim cũng thế thôi phải phơi nắng này ăn uống đầy đủ các kiểu ơi trời ơi sao mày lại chui vào đây con ngu này ơ ờ, muốn sang à mày gấu vậy à? ấy thì phải phơi nắng phải Có chế độ phơi nắng thật là tốt Vận động thật là tốt Thì người nó mới không mập Không ị Bước chạy nó sẽ thanh thoát hơn Và nhất là các cô chú anh chị em nhé Không nên đặt chế độ dinh dưỡng của con chó lên hàng đầu Hơn chế độ tập luyện nhé Chế độ tập luyện phải đặt lên hàng đầu Và chế độ dinh dưỡng chỉ là thứ hai thôi Tránh cái tình trạng các cô chú anh chị em à, Chăm nó tốt quá Cái chế độ dinh dưỡng nó nó nhiều hơn cái chế độ tập luyện Con chó sẽ hầu của bò lọng bò thì những cái con chó đấy mà khi đi thi ấy, thì nếu mà vào uh, bét in sâu hoặc là chem bần lích gọi là chem bần sâu ấy thì nó sẽ không được giải cao nó chỉ được công nhận và chứng nhận giống thôi đấy những cái con mà không hầu của bò là những con như thế nào đây em sẽ lấy ví dụ cho các cô chú anh chị em nhé đây ví dụ như con bí này con bí như này là không coi như là hầu như là hầu của bò nha nhưng mà con bầu này con bầu con này do ăn nhiều quá cho nên là hầu cổ bò lộng 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 bò rõ 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 rệt này. đấy lộng bò rõ rệt đấy như con tôm này đấy con tôm ra nó căng con tôm ra nó căng ngực nó này nó không có một tí hầu nào luôn đấy nó ra nó sát người ra nó sát người đó đó là cái vấn đề thứ nhất ở trên thân thể của con chó cái thứ hai các cô chú anh chị em mang chó đi ấy, thứ nhất là chó không được sứt mẻ đấy, chó không được sứt mẻ thế nào răng bi cà đầy đủ đây hệ răng răng bi cà đầy đủ răng của các cô chú anh chị em ấy thì nó sẽ phân ra làm hai loại răng răng đã đủ rồi là đã đạt rồi Đấy, bi cà hai hòn thì là đã đạt rồi nhưng mà răng ấy nó sẽ phân ra hai kiểu răng đó là một kiểu răng nhỏ và một kiểu răng to thì trong đó cái kiểu răng nhỏ ấy là cái kiểu răng mà không được giám khảo ưa chuộng tại vì khi mà con chó có kiểu răng nhỏ mà nó cắn và nó đớp và nó ngoạm vào một cái vật thể gì đó ấy thì là cái miếng cắn của nó không đẹp, còn những cái con mà răng to ấy và răng phân bố đều ấy thì những cái con chó đấy là những cái con chó mà nó có cái miếng cắn đẹp, người ta gọi là miếng cắn cắt kéo, đấy đó là những cái con mà luôn luôn được giám khảo ưu tiên và luôn luôn được giám khảo người ta gọi là 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 chuộng, đấy. Sau đó <laughs> đến cái vấn đề là về mõm của nó, mõm của nó, mõm của con chó à, bản địa của Việt Nam ấy thì tôm thì không thì không phải là mõm hộp mà là tốt đâu nhé các cô chú anh chị em đấy hiện nay ấy, cái bản tiêu chuẩn của con chó hơ mông cọc đã nói rằng chó nguyên bản thuần chủng của dòng hơ mông cọc là mõm thắt chứ không phải là mõm hộp mõm hộp là do chế độ dinh dưỡng của chúng ta và phát triển giống theo từng năm và theo từng hệ quả của chất dinh dưỡng cũng giống như là hộp sọ nó to ra hoặc là đầu thủ nó biến nó biến đổi một cách to ra Đấy, còn mõm thắt Nhưng mà thắt thế nào Thắt đối với dòng chó bản địa của Việt Nam là thắt không được dài Đấy, Thắt thì không được dài Tỷ lệ mõm Tỷ lệ uh, mõm của nó Thì sẽ bằng với cái tỷ lệ Rộng của phần chán Đây, Đây Tỷ lệ mõm của nó sẽ bằng tỷ lệ rộng của cái phần chán Rộng của phần chán của con chó Cho nên là khi nhìn con chó ấy, Từ phần mõm của nó Cho đến cái phần đầu thủ của nó Thì nó cái phần mõm của nó sẽ không bị dài ra nếu phần mõm nó bị dài ra ấy, thì là sẽ không đạt tiêu chuẩn và nhìn cái con chó này là như là cái con chó nó gọi là chó chăn cừu rồi đấy là lai like cho nước ngoài đấy cái thứ hai là mắt của con chó mắt của con chó thì hoàn toàn một là híp hai là tròn chứ không được là mắt hình tam giác đấy, mắt hình tam giác thì là người ta đưa ra cái luận điệu và vk đưa ra cái luận điệu đó là nếu mà mắt hình tam giác thì lại giống như là mắt chó akita đấy đó là một cái vấn đề các cô chú anh chị em cần để ý nhá Đấy, cái vấn đề thứ hai là tai của con chó Sù Bắc Hà. Đấy, tai của con chó Sù Bắc Hà, đầu tai không được nhọn. Đây. Tôm, 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 tôm. Đây. Đây. Đầu tai không... Nào. Đầu tai không được nhọn nhá. Đầu tai là phải bo tròn. Đây. Đầu tai là phải bo tròn. Đấy. Đầu tai là phải bo tròn, không được nhọn, không được nhọn đầu. Đấy rồi đến đến cái thứ ba là cái mà quan trọng nhất đó là uh, cái phân bố bờm lông phân bố bờm lông của con chó Sù bắc hà thì bờm lông của con chó Sù bắc hà là như thế nào đây em quay cho các cô chú anh chị em ba con mọi người nhận ra một cái điều uh, gọi là là, là là giống nhau của ba con bắc hà này là như nào không kể cả con cái nhá đây bờm lông của nó bờm lông con cái thì nó sẽ không thể hiện được nhiều ở cái bờm đầu đây bờm đầu của con tôm nó sẽ phân bố 3 tầng đấy nó sẽ phân bố 3 tầng bờm lưng này đây nhẹ con tôm này hôm nay nó nhìn thấy cái đèn flash thế nào nó nó không chịu hợp không chịu hợp tác <laughs> đó đó rồi bờm cổ này bờm vai này bờm chân này có thể có con nó mạnh mẽ mạnh mẽ hơn và nó chuẩn thì nó sẽ có bờm nó nó sẽ có bờm hai hai chân trước nhá bờm mông thì chắc chắn có rồi đây đuôi thì chắc chắn phải đuôi bông đuôi bông lau rồi Đấy, đuôi chắc chắn phải đuôi bông lau rồi Đấy, rồi nó phân bố bờm rõ rệt chỗ dài cần dài Đấy, chỗ không cần dài thì nó sẽ không dài Đấy các cô chú anh chị em thấy chưa Đó Đây nó đứng im một lúc cho các cô chú anh chị em xem đuôi thì tất nhiên là phải đuôi bông đuôi bông lau rồi một là đuôi xoáy tròn hai là đuôi vắt trái vắt phải không được đuôi xoáy tròn mà lộ đuôi là vì sao đuôi xoáy tròn mà tít như thế này ấy, thì không sao nhưng mà đuôi xoáy tròn tít mà nó lại vảnh ra mà dài ra một tí mà ngoằn sang một bên ấy thì người ta lại có một cái luận điệu khác là con này nuôi con này đuôi giống à, chó Akita của Nhật Bản đấy là sẽ bị lai tạo à đủ sao cái con này ở đâu mới chui ra đây này đó thì các cô cho anh chị em lên chú ý nhá. Sau đó là đến cái vấn đề về chân móng. Đấy, thế nào là những cái con mà chân móng được giám khảo ưa chuộng và những con mà được giám khảo đánh giá tốt đẹp, đó là những cái con mà một là cái đế là cái bàn chân của nó ấy, đế bàn chân dày. Thứ hai là bàn chân trụm tròn, không bị xòe móng. Đây, các cô cho anh chị em này. Đó, còn con cái giống này này, nhìn chưa? Cả chân trước, cả chân sau, tròn đều, không xòe móng. Nhìn. Nhìn con tôm này. Đấy, bàn chân của nó tròn đều. Chân thẳng nhá, chân thẳng không có khuyết điểm. Chân mà không thẳng mà bị cong ấy, mà bị vấp ấy, tức là con chó đấy ngày xưa nó đã bị thiếu hụt canxi và nó đã bị hạ bàn rất nhiều lần, cho nên nó sẽ bị như thế. Chân trước và chân sau chạy sâu hay là đi sâu là phải thẳng. Nhưng mà đi sâu ấy thì các cô chú anh chị em không nên chọn những con chó nào quá to và cục mịch. Con chó to và cục mịch ấy thì là cái con chó đấy cái bước chạy nó sẽ không thanh thoát các cô chú anh chị em lên chọn những con chó nào nhàng người đấy, như là dàn cao máy thoáng ấy đấy để các cô chú anh chị em uh, chạy với nó chạy với nó thì chân người mình với cả nó sẽ thanh thoát hơn và nó sẽ ngon lành hơn những con kia thì nó cục mịch quá nhìn nó 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 nó, nó không ok nhưng mà thường thường các cô chú anh chị em lại cứ thích cái con mà nó to nhìn nó nó nó, 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 nó khủng bố nhưng thật sự chó cỏ của Việt Nam ấy em nói thật sự với các cô chú anh chị em chỉ có 18 đến 25 cân là ok thôi còn do sự phát triển dinh dưỡng hiện nay vượt bậc thì nó sẽ có thể hơn từ 28 đến 30 cân là có nhưng mà đừng có nên chọn những cái con chó nào quá to thật sự luôn đừng chọn con quá chó nào quá to tại vì chó Việt Nam thật sự mà nói để đến dòng chó Phú Quốc là dòng chó giàn cao máy thoáng nhất và cơ bắp lực lượng nhất tại vì nó là dòng chó săn nhưng mà dòng chó à, Bắc Hà này cũng là một trong dòng chó săn nhưng mà thuộc cái hệ cái kiểu là sống ở trong những cái vùng nó lạnh và nó cao Đấy, cho nên là nó, nó thiên về cái sự tinh khôn thuần túy của nó đối với con người hơn là hoang dã Đấy, cho nên là các cô chú anh chị em nên cần phải hiểu hiểu điều này nhá mày thân thiện vậy đây này em hay cho nó bú ấy thế là nó ngửi nó ngửi tay ấy nó ngửi tay quen thế là nó thấy cái mùi sữa thế là bây giờ là nó cứ kiểu nó quấn ấy Đấy con chó con nó đã học được những cái 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 tính bản tính ngay từ đầu mà nó đã sẽ làm quen với mình rồi. Đó, các cô chú anh chị em cần phải chú ý nhá. Thi đấu tại nhà thi đấu thể dục thể thao Hồ Xuân Hương, phường 3 quận 6 thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 và ngày 13 của tháng 12, nhằm vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Các cô chú anh chị em nào có chó muốn công nhận giống thì đi. Đấy, hôm đó thì em cũng sẽ sắp xếp hai con để đi nhưng mà đó là em nói trước nhé các cô chú anh chị em nào mà gặp nhau ở đó thì gọi điện cho em qua số là 0378 585 785 Đấy, anh em giao lưu chia sẻ cà phê nhậu nhẹt xong Đấy, giải hay không giải hay là chứng nhận giống hay không chứng nhận giống thì chúng ta rút kinh nghiệm vui vẻ chúng ta không nên mang nặng quá về cái vấn đề về cuộc chơi để chúng ta tranh giành nhau Đấy, chúng ta chơi để đam mê và chơi để thỏa mãn nhiều người úc ức là thì tại sao không ấy tại đồ không ấy thật sự chúng ta phải chơi chơi để cho chúng ta có niềm tin chơi để cho chúng ta cái tinh thần của chúng ta thỏa mãn cái đam mê của chúng ta trước Đấy, thắng thua hay không ăn nhau hay không ấy là ở mỗi cá nhân bản thân của chúng ta chơi như thế nào cho nó thật là đúng cách Đấy, rồi vk nó cũng có nhiều bất cập nhưng mà chúng ta cũng phải có những một cái hiệp hội nó phải trọn vẹn phải có một cái hiệp hội nó chính thống để cho chúng ta dựa vào đó để chúng ta chơi chứ nếu mà chúng ta xa đà quá mà chúng ta không áp dụng bản tiêu chuẩn mà chúng ta cứ nhân bừa nhân bịt đi thì rồi sẽ suy thoái giống như dòng cọc. Em nói thẳng, dòng cọc hiện nay không phải nói người ta là không phát triển, nhưng mà thực sự dòng cọc hiện nay ấy, khi mà đã bị thương mại hóa nhiều ấy, cái nét cọc nó đã bị biến mất đi rất là nhiều và nó đã bị thoái hóa biến chất đi rất là nhiều. Em nói thẳng, kể cả những các cô chú anh chị em nào chơi cọc lâu năm, nghe được những cái câu nói và lời nói này thì mọi người nên xem lại. Đấy, có rất nhiều những cái chỗ nơi nhân giống mà cho vào phang hết Kể cả phong thủy cho vào phang hết Con to con nhỏ Đáng nghĩa là người ta phải chọn con cái đẹp Con bố đẹp, con mẹ đẹp Đến lúc nhân ra con con đẹp Rồi người ta lại lấy từ trại nọ sang trại kia Con cái đẹp, con đực đẹp Người ta nhân với nhau Để giữ được cái nguồn gen của nó Đây vì lợi nhuận Con màu trắng cũng nhân Con màu đen cũng nhân Con sứt mẻ đuôi quẻ cũng nhân Con thiếu răng cũng nhân Lung tung nhân Cứ miễn đẻ ra xong gắn mác F1, F2, F3 bán giá trên trời dưới đất dưới biển này con đây anh bí mày cả nó nó phang chết cụ mày luôn đấy cắn vào cổ nó à đó thì các cô chú anh chị em nhớ nhá đấy, chia sẻ thẳng với mọi người thế thôi như cuộc chơi thì nó nói chung là dù đúng hay dù sai ấy, cứ thỏa mãn đam mê của chúng ta chúng ta vui vẻ cảm thấy lòng dạ chúng ta nó ngon lành cảnh đảo thế được rồi đừng có ăn thua năm ăn năm thua làm gì nhá mọi người nhá đó là cái điều mà em chia sẻ để các cô chú anh chị em mà muốn đi thi thì cứ chuẩn bị Đây, em quay lại một lần nữa cho mọi người xem phân bố bờm lông rõ ràng nó còn cả bờm mông nữa này Đây, bờm lông rõ ràng a à, hôm nọ có một các cô có một cô chú anh chị em hỏi là thế chó đến lúc mà đi thi ấy, mà nó bị rụng lông hay là nó bị thay lông thì có được đi thi hay không được đi thi nhé các cô chú anh chị em được đi thi bình thường đi thi chứng nhận giống bình thường chưa mọi người vào rất sâu các kiểu vẫn được chứng nhận giống bình thường nhưng mà khi mà đến in sâu hay là khi mà đến gọi là thi những cái con chó đẹp ấy thì những cái con chó đó thì thường thường nó không đủ lông thì nó sẽ nó sẽ không đạt được đến nhiều cái chế độ mong muốn là sẽ không được giải cao thôi chứ về cái chế độ mà cứ thuần chủng công nhận giống các kiểu thì là nó sẽ ok đấy các cô chú anh chị em cần phải phải hiểu điều này nhá đây kể cả những cái con cái đây nhá cái bờm cổ thì nó sẽ không phân bố nhiều như con đực đấy, nhưng mà bờm sống lưng này bờm vai này đấy, rồi là bờm chân này rồi là đuôi bông lau này rồi là bờm mông này đó thì nó sẽ phân bố rất là rõ ràng rất là dứt khoát sao mày mày nói gì đi tí tí con này con này là con cái. ô oh! Rồi rồi. Thôi không cắn nó nữa. Để nó cho nó chui ra mẹ nó đi. Đây. Em sẽ mang con uh, sói mấy con tôm đi. Còn con gấu để ở nhà. Con gấu để ở nhà để cho nó phối con mon. Con mon lại lại xuống giống rồi. Con mon bỏ con được 2 3 tháng rồi lại 2 2 tháng rưỡi 3 tháng lại lại xuống giống rồi. Uh, mang con tôm không biết tầm này thì có được chứng nhận giống không các cô chú anh chị em răng bi cà đầy đủ bơm biết phân bố rõ ràng chân tay tròn dài thẳng <laughs> cũng sát với bản tiêu chuẩn đấy nhưng mà không biết là là là, là có được công nhận giống hay không <laughs> đấy và nhiều các cô chú anh chị em hỏi là màu đỏ sô cô la và màu nâu đỏ là như thế nào đấy, mọi người tưởng là nó là cùng một màu nhưng mà em nói thẳng nhé đây đây là màu nâu đỏ này màu này cũng là một trong những màu gọi là hiếm rồi đấy nhưng mà đây là màu đỏ sô cô la này màu đỏ sô cô la là mọi người cảm tưởng như là cái bánh uh, bánh bánh oreo ấy đấy bánh oreo sô cô la đấy thì sô cô la nó đen như thế nào thì là nó thế thôi thằng này là nâu sô cô la còn thằng này là nâu đỏ thế thôi đó bí 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 con này tên là bí con này tên là bầu trời ơi mắt mũi nó niếm điện thoại đấy con bầu này là nó họng bò nhá đây này đấy ăn nhiều quá không chịu chạy nhảy họng bò như là chúng ta ăn nhiều quá không chịu tập luyện là bụng phệ đấy bụng bia đấy, đấy. nó kiểu kiểu như thế này đó tai thì không được tròn uh, phải tròn bò tròn đầu tai <laughs> rồi chia sẻ với toàn thể các cô chú anh chị em và vài vấn đề về cái cuộc thi chó bản địa của Việt Nam như thế thôi nhé em xin chào và gặp lại tất cả các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo.